Chào mừng tất cả các bạn đã đến với linh kiện 789 VN. Hôm nay em sẽ test 10 mạch mic 12V đôi V1. Mã số lần này nó sẽ từ C71 đến C80 nhé. Sản phẩm này bên em đang bán với giá là 140. Khi các bạn mua sản phẩm nó sẽ bao gồm một mạch thu như thế này. Mạch mic. Và linh kiện đi kèm theo là một cặp dây jack ba chân chống nhiễu. Và bốn con ốc để vít vào chân đế của mạch. Và ba ốc, bốn ốc và bốn con lồng đèn để vít cho vào bốn con pin áp, chít áp. Thì nếu bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp vào số điện thoại Zalo như trên tiêu đề video, hoặc các bạn có thể truy cập vào sân đỏ Shopee để đặt hàng. Shop bên mình hiện tại đang có hai tên là linh kiện 789 hoặc mèo vặt 789. Ngoài ra các bạn có thể đặt hàng trên trang web linh kiện 789.vn nhé. Trước khi vào test sản phẩm, em sẽ nói sơ qua về cách kết nối. Kết nối thì chưa tin là nguồn thì nó ăn cũng nguồn 12V đôi. Các bạn lưu ý là chúng ta phải đấu đúng vào cái chân giữa của pin áp và của mạch nhé. Còn hai chân hai bên thì các bạn có thể thay thế cũng được. Nhạc thì đây. Nhạc thì chúng ta cấp từ mạch mic đôi về mặt một mạch mic, hoặc là từ trực tiếp từ điện thoại cũng được nhé. Còn ra thì đây, ra ngay luôn cùng mạch công suất luôn. Nó có hai lỗ mic này. Nút điều chỉnh âm lượng nhạc này, music này, điều chỉnh volume của mic này, delay này, echo này. Rồi, bây giờ mình sẽ test nhé. Trước tiên cho nhạc này. Nhạc em sẽ sử dụng cái bài Tàu Anh Con Núi ra mic này nhé. Ôi còn cao. Của bên trang nhạc sống quê mình nhé. Đấy, ok. Bây giờ mình sẽ cho volume lên. Hiện tại nó kết nối 12 nguồn 12V đôi và một cái mạch công suất ra để đây để đánh ra loa 25. Hoạt động ok nhá. Thôi, mới nhỏ nhạc thì cho các bạn nghe.
chỗ về thì cô và đi lấy của nó luôn. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Ok, như vậy là hai lỗ mic vẫn hoạt động bình thường. Nhạc lên này. Em chưa anh tới là tàu anh đi vượt qua núi cao, trời quê hương trong xanh như lời hát, biển quê hương sâu êm bờ ngàn, đưa chúng ta đi xa bắc hay vào nam là thương nhau em bắc cầu. Ok, để bây giờ em chuyển sang mạch khác nhé. Thì này kết nối nó cũng đơn giản thôi. Và sản xuất đang bị rất chi là lớn echo và delay, cho nên là nó sẽ vọng rú lên như vậy. Về cái cách kết nối nó cũng đơn giản thôi, chứ không phải là lằng nhằng quá. Chúng mình cho tín hiệu nhạc vào và tín hiệu nhạc ra cung mạch công suất nguồn, như vậy là ok. Về nhạc vào thì các bạn có thể kết nối với mạch âm sắc cũng được, mà không thì các bạn sẽ kết nối với các bạn sẽ kết nối trực tiếp ngay với điện thoại xuống jack bông chen ra ba trần cũng được, jack ba trần được.
Ok, bây giờ mà mở nhạc lên nhé. Đánh đâu này ra. C72. Hiện tại đang quảng cáo này, quảng cáo nhiều quá. Ok, nhạc đây nha.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alo 1 2 3 4 5 6 Alo 1 2
6 7 8 9 10 lên lên 1 2 lên lên 1 2 3 4 5 6 We'll be right back.
ok. Vậy là để em thay khoảnh khắc nhá. Tính sao từ nãy đến giờ nó cứ di chuyển là nó sôi. Nó ra cái rắc ba chân nó bị lỏng. Em đã thay cái khác rồi. Xanh xanh tuổi trăng tròn.
trên. Vậy ok, như vậy là hôm nay em đã test xong 10 máy mic đôi V1. Bây giờ em sẽ đánh dấu ký hiệu nha. Cái này cái cuối cùng đây. Số 80. Và em nói lại một lần nữa, nếu bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp vào số điện thoại luôn nhé, để liên hệ để mua hàng bên mình. Hoặc là các bạn có thể mua bên trang đó Shopee để đặt hàng. Tên của shop bên mình là Mẹo Vật Máy Tính 9 hoặc Mẹo Vật Linh Kiện 789 ấy. Cuối cùng thì xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video kế tiếp. Chào tạm biệt.